cái đa dạng của tiếng Việt cũng chính là nét đẹp, nó thể hiện tư duy dân gian, thể hiện văn hóa truyền. Các áng văn chương trong dân gian truyền từ đời này sang đời khác. Tiếng Việt của người Việt dùng để diễn tả tư tưởng văn hóa, tình cảm của người Việt. Thật tự hào khi một số chính sách theo dòng ra biển Đông bát ngát mà đánh lục bình còn trôi giạt lông đông. Em làm cái cải lương. Đâu có ai đem con sao qua sông mà sao sao cũng có lòng bay xa. Anh không biết phải dùng lời lẽ gì để nói với em bây giờ. Có lẽ cái số phận của chúng ta là như vậy đó. Phải rồi, cái số phận của tôi nó như vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Còn lần này chẳng không bao giờ còn được đón người ta về thôi nữa. Em thôi, anh đi đi, đừng nói gì với tôi nữa, đừng nói gì nữa. Lần. Bao đò rượu nồng đưa sáo sang sương. Sao ơi sao ơi sao sao số lòng. Số lòng nên sao sang sông để người ngơ ngác trong mong, để cho người tan nát lòng. Ve sầu gọi hè trên nhánh me tây. Gió thu chưa tới nhưng lá rơi đầy, mà rồi ai đã đi xa để tình